Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong một tựa game kinh dị mang tên Remaster Rockin' Porcelain. Và trên màn hình là nhân vật chính của chúng ta. Bây giờ ta hãy bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ được coi tóm tắt của cái phần trước, để chúng ta có thể biết được câu chuyện diễn ra như thế nào. Và phần trước thì có tên là Remaster. One late afternoon, a mysterious woman who introduces herself as Dr. Reed Rosemary visits the villa of the old notary, Richard Felton, whom suffers from a strange disease. He is assisted by his personal nurse, Gloria Ashman. After a brief câu chuyện kể về conversation, biệt thự của một cái ông bị bệnh và được sự hỗ trợ của một người y tá to find out what really happened to Felton's missing adopted daughter, Celeste. After being thrown out and refusing to give up, Reed hides until nightfall and sneaks back into the villa. Cô này bị đuổi. Cô này muốn vô tìm hiểu coi tại sao mà cô bé mà được nhận nuôi á biến mất. Nhưng mà lại phát hiện ra không thể nào hiểu được chuyện gì. Và ông đó, ông giết vợ của ông bị điên rồi. Felton and a mysterious red nun begin hunting Reed. Reed eventually reaches the attic, where a mysterious girl who claims to be called Jennifer is found looming in the shadows. Reed eventually discovers that Richard Felton and the Jennifer in the attic are actually the same person. Richard Felton was born as a woman, but was then forced by her cruel father to live as a man. Phenoxyl, a drug created by Felton. Và cái ông đó thực tế là một người đàn bà, nhưng mà lại bị nuôi lớn lên người đàn ông vậy đó, và uống một cái loại thuốc để thay đổi cái tâm trí. The drug caused terrible side effects, hallucinations, severe light sensitivity, and homicidal rage. Và tác dụng phụ của thuốc gây ra rất là nhiều cái hậu quả. Gloria returns to the villa and offers to help Reed. Gloria drugs Reed, and upon wakening, she finds Gloria forcing Felton to cut out his own tongue and burn himself to death. Gloria reveals that she is the Red Nun, the sole survivor of the fire at the convent, which was started to cover up the phenoxyl experiments. Gloria had been hypnotizing Felton for revenge. After a frantic confrontation, Reed manages to escape Gloria's murderous rage. Just before Gloria passes, she reveals that Celeste is still alive and that she had fled the Felton villa. Cô bé Celeste vẫn còn sống và đã rời khỏi căn biệt thự này vài năm trước. If Gloria was the daughter of Felton's associates, the Ashmans, why was she used as a guinea pig for experiments in the convent? Who were the Feltons protecting their daughter from? What happened to Celeste Felton? Vậy chuyện gì xảy ra với Celeste Felton? Chúng ta vừa được nghe tóm tắt của phần trước của tựa game Remaster Broken Porcelain để biết được những sự kiện diễn ra, để ta có thể hiểu hơn về trong những sự kiện của tựa game lần này. Và đang coi một cái quảng cáo của một loại thuốc. Uống một cái là sẽ quên hết những cái kỷ niệm đau buồn hay là những cái mà nó làm ám ảnh. Phenoxyl. Uống một cái là quên hết luôn. Và cái gì vậy? Hả? Và cô bé này, cô bé này thấy cái gì? Hả? Thấy điều gì ở đây? Và chúng ta đang ở đâu đây? Không thể nào mà xóa bỏ được qua những ký ức hết á. Và có gì ở đây nè? There would be no separation between pre and post trauma. The memories would wander autonomously in search for answers, for a common ground. Và bên kia có gì nữa cả? Giống ghế điện quá vậy? Không quan sát một cái ghế điện. Ở đây là nơi tra tấn hả? Cho nhìn ghê hả? Mới bắt đầu chúng ta đang ở đâu vậy?
Và cô nàng ấy đang nói về cái việc mà uống cái thuốc đó thì cũng không giúp ích được gì đâu. Now shattered, the so-called porcelain memory. Và có những cái gọi là porcelain memory, nghĩa là những ký ức mà dễ tan vỡ. Rồi ta sẽ cần phải tìm đường thoát khỏi nơi đây. Bây giờ nhìn vô đây, ta không thể nào vượt qua được ở bên đó. Và chắc là đường ở phía ngược lại rồi. Ta sẽ chạy lên đây coi. Có cái gì ở đây? Wow, có cái kiến nè. Cái kiến đó phát sáng. Ghê vậy. Tại sao nó lại phát sáng? Và có cái máy đếm nữa kìa. Và có chuyện gì ở đây? Giờ có cái cửa chắc ra khỏi căn phòng này bằng cánh cửa này. Rồi mở cửa đi. Đây là đâu? Wow. Đây là đâu? Và có gì đây nè? Chúng ta có thể nhảy lên trên đây đi qua. Rồi nhảy qua. Nhảy qua nhảy lại. Rồi đường này. Đường này có cái gì nữa nè? Có một cái hộp. Và trên đó có dán là có một người bị mất tích. Ở bên đây không có gì nữa. Để quay về bên này. Mở cửa ra. Ôi! Và cái gì vậy? Giật cả mình! Con gì vậy? Con gì vậy? Ôi, con gì vậy? Chạy! Nó cầm con dao tới kìa! Chạy đi chị ơi! Lại làm gì? Chạy! Lấy cái súng bắn đinh ra. Ôi! Không xi nhê! Ghê quá. Ủa sao bắn nó không xi nhê vậy trơn vậy? Rồi sao? Chúng ta sẽ phải làm sao để hạ gục nó đây? Nó đó. Bắn hết cỡ luôn rồi. Ui da, nó đánh vô một cái. Ây da, đánh thêm phát nữa kìa. Chạy đi. Đừng để cho nó đánh. Rồi, bắn một hồi hết đạn. Giờ cần phải đi vòng qua. Ta sẽ cần phải giữ khoảng cách với nó. Nó đâu? Nó kìa. Chúng ta phải làm sao đây? Ôi, nó cầm con dao ghê quá. Ai ơi, nó bắt được rồi. Không, đừng. Au, hết chạy được mất. Rồi, xong rồi, chuyện gì đây? Đừng nói mới vô mà. Wow. À, như vậy là bắt buộc. Cảnh đây là bắt buộc. Cứ tưởng mới vô mà tự game nó kết thúc ngay tại đó luôn rồi chứ. Vô. Và đây là Remorder Broken Porcelain. Chúng ta sẽ được biết tại sao lại bị lạc vô khu vực đó. Và chỗ này là băng tuyết. Một trận bão tuyết. And are you really suggesting that all this time these people kept these experiments synthesizing this parasite? The moths that were carried out on the nuns at the plantation a secret, making them intentionally ill as if they were lab rats. Và họ đang có một thí nghiệm lên trên miếng bạc sơ. This drug. Và thí nghiệm về một loại thuốc. Đúng rồi, loại thuốc mà vừa nãy được giới thiệu đó. And all those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous. The most dangerous of any kind. Và bí mật the của only way to survive was burying them so far down inside ourselves. And to move on. Richard Felton, Ariana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman. They all made a choice. Đều đã có một quyết định. And so did I. Và tôi cũng có quyết định. So you chose to forget. Giờ bà quyết định là quên đi hả? 49 năm rồi, tôi đã bỏ qua tất cả những chuyện đó. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced, like dirt stuck beneath your fingernails. It is there. Bà này là một người sống sót. Bà đang kể lại chuyện đời của bà. Sometimes it is a song. Và lâu lâu thì có những cái nó lại xuất hiện khiến nhớ đến cái quá khứ khủng khiếp đó. Puzzle piece was a special person. A lonely one. Just like và me. Cái mảnh ghép đó là mảnh ghép giống như tôi vậy đó, là một người cô đơn.
năm 1973. Bạn nghe tiếng điện thoại kìa. Yes. Ai đây? Hello. Ai đầu dây đó? Không lên tiếng. Ashman? Mr. Ashman. Andrea. The girl is here. Shall I? Cô bé ở đây rồi nè. Và nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Go on. Sit down. Cô bé bị thương ở tai. You know why you're here, young lady, don't you? Bây giờ có biết lý do vì sao mà lại ở đây hay không? Và ủa tên ở đâu rồi? Ngồi đó không thấy luôn á. Thôi để tôi đi một vòng đi nha. Ông muốn nói gì ông nói. Bây giờ tôi đi một vòng cái phòng này tôi coi thử có gì trước đã. Không đi ra được. Chắc chỉ có tới cái ghế này mà ngồi xuống thôi. Thì trước khi đó cũng phải đi một vòng coi xung quanh trước đã. Trên bàn này nọ. Rồi hắn đang nhìn theo kìa. Giờ hắn muốn nói cái gì chắc phải ngồi xuống ghế thì mới biết được. Ta vô ghế ngồi. Rồi ngồi xuống. I am willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, tell me! Và cô bé này lại kiếm một cái súng. I don't know anymore. Cô bé kiếm cái súng này làm cái gì? For trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Other girls similar to you ended up straight in juvie. Did you know that? Nghe nói là con quậy lắm phải không? Ở trong trường nữ sinh nó quậy tan nát trống luôn á. I never intended. Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. I'm serious. Con đang chạy khỏi chuyện gì hả? Hả cô bé? Very well. Hãy nói ta biết we đi. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. Giờ để phạt thì sẽ bắt con làm hai mấy chuyện. You will do your best. I've always done my best here. Yeah, phải vô giúp Eliza ở trong bếp đi. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. But until then, you are under my care and you will do as I say. Run along now. Đó, và cô bé này có vấn đề gì đó? Có phải là cô bé mà rời đi khỏi cái căn biệt thự đó hay không? By the way, Lindsay will no longer be a problem for you. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. Và có vẻ như là cô bé này sống không có được hòa thuận lắm với mấy anh chị em ở đây. The bathroom in room number 212 has to be cleaned. Oh, and don't forget that you'll be helping Elisa in the kitchen after lunch. Okay. Và chỗ này là gì đây? Chạy chẽ mồ côi. Make sure that the two of you don't get him agitated. Hay là nhà trọ. After his parents' death. Nhìn giống nhà trọ, tại vì có phòng mà hai người mấy. What happened to them? Dead, my dear. Like all those who grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Mourning? For the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. A dozen nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them. That's terrible. They had contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone và mad. Họ bị bệnh. And that doctor, họ Wyman, bệnh, họ bị mù, họ mù trong họ điên. Didn't help them. Và không ai giúp được hết, kể cả bác sĩ nữa. Why? Tại sao lại bị nhốt lại? Hi, Jen. Oh, Andrea. I'll start with room 213. Giờ bắt đầu bằng phòng 23 trước. Rồi, vậy là vô đây dọn phòng.
Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice! You'll get us thrown out of here. It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister. Oh, God! Oh, yeah. Obviously, the parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north, and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her, instead? Well, that's another story entirely. He had always been Mommy and Daddy's sweetheart. Và nghe được nhiều câu chuyện thiệt là kinh khủng. Bây giờ ta đi một vòng coi có gì đây. Và sao cô bé này lại ngồi xuống đây, không chịu đi dọn dẹp? Có cái kiến kìa. Trong cái kiến đó có cái gì? Có gì thu hút? Ồ. Và kiến một chiều hả ta? Oh yeah, ai đó kìa. Hả? Ở sao tên đó lại ở đó? Fucking hell, then you scared me. Bị hù. Ever heard of knocking? Và sao có cái tên nó đứng ở trong đó nữa? Căng thẳng thiệt. Everything okay with Ashman? Mọi chuyện ổn of chứ? Of course, fantastic. Never better. Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. What are you talking about? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. Cô bé này có vẻ nổi loạn dữ. Tại vì có thể mình chưa hiểu được hết. Do you have any idea how guilty I feel? Những người ở đây. Jen, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about? Nói về chuyện gì? You suggested to him that I be transferred elsewhere. À, giờ muốn ta bị chuyển đi đúng không? You're really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Tránh ra, Jen, con please. Kia. Open the fucking mở cái cửa ra. Door. Để cái lộn. Door. Fuck you, Lynn. Fuck you! You were disloyal. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. I beg you. Câu chuyện với mấy cô nàng này tùm lum hết trơn. Và có cái loa ở trên kìa. Như là cái loa. I have to leave this place at once. Giờ phải rời khỏi đây. Ủa mà tại sao phải đứng ở trong? Tự nhiên vô trong đứng. Đâu để coi thử trong này, trong tủ có gì không? À, tủ bên dưới. À, tủ này có đồ. Tủ này. Ta mở tủ bên đây ra luôn. Mở hồi mở hết trơn luôn. Đẩy cái tủ vô. Đẩy tủ vô, chúng ta phải tìm món đồ nào đó nó cần thiết. Nó có thể hỗ trợ cho chúng ta thì ta nên lấy. À, có gì trong đây? Có gì bên dưới nữa không? Hết rồi. Không có gì bên trong này hết. Chắc đóng cửa lại hết cho người ta đi. Rồi đóng cửa lại. Rồi đóng cửa lại bên đây luôn. Rồi bên kia. Ta coi lại ở đây coi. Giờ phải rời khỏi đây đi đường này được không á. Có cái gì đây nè. Một key. Và có chìa khóa thôi.
Chắc đi ra bằng đường này luôn. Ồ, chuyện gì vậy? Và mọi thứ thấy sao sao. Kiểm tra trong này coi. Đóng cửa lại. Mở tủ ra, không hề thấy có điều gì đặc biệt hết. Rồi bên... Ê, ê, đừng có mở ra lại. Thôi mệt quá. Chúng ta đi ra khỏi đây đi. Ê khoan, có gì kìa. Có gì trên đây? Và bây giờ... Giờ phải đi ra khỏi đây hả? Ra khỏi đây là sao? Hả? Nói vậy là sao? Muốn cái gì? Giờ có chỗ này. Có thể nhảy vô trốn. Wow. Có chỗ trốn. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có thể có gì đó đã xảy ra trong lúc chúng ta đi vô trong đó. À, có được cây xẻng. Đây xẻng đào đất bằng tay thôi. Locked? This door has never been locked before. Cái cửa này bị khóa rồi hả? Và sao lại khóa cửa? Cửa này nên đâu có phải được khóa lại đâu. I'm exhausted. Rồi để coi, follow Andrea. Chúng ta đi coi thử coi bà đó làm gì. It's time to eat. Oh. Giờ tới giờ ăn rồi đó. Có ai ở đó? Ăn cái gì mới được? Who are you talking to? Bà đang nói chuyện với ai? Tại sao lại để ở đó? I don't understand. There aren't any guests at the hotel. Who could have ordered a meal? Đâu có ai ở đây đâu, đâu có khách gì đâu. Đây là cái gì đây? Fail test. Đây là một cái thất bại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con chim hả? Ôi. You know they used to. Ôi, sao có cái tai vậy? Once upon a time. Gì vậy? Đau đau quá, bỏ ra đi. It's part of. Bị cái gì vậy? Hả? And we are all part of the same thing. Bà bị cái gì vậy? Chạy đi, chạy đi. Chạy, chạy. Đóng cửa rồi. Chết. Chạy. Chạy nhanh lên. Bà bị cái gì đó? Chúng ta không nên ở đây. Giờ mau chóng chạy qua đây đi, chạy qua đây. Có cái thùng này, có cái thùng. Nãy nhớ có cái thùng, nhảy vô trốn. Bà biết không? À, chết tôi rồi. Ai? Tha em đi. Ơi. Go back to where you came from. Rồi, chạy vô đóng cửa lại. Ơi. Ui. Ow. Ow. You can't wander around like this. À, sao bà bị điên lên, bà đánh ghê quá vậy? Mau chạy khỏi nơi này. Ôi, cửa đóng luôn rồi. Chạy đâu nữa giờ? Chúng ta còn đường nào nữa không? Hết đường rồi. À, chui vô tủ. Đúng rồi, chui vô tủ. Hay quá. Có thể chui vô tủ là sẽ có thể thoát được đó. Không nghe tiếng nữa. Đó, bà kìa. Bà tưởng mình đi rồi. Đúng rồi, phải vậy chứ. Bà tưởng mình đi mất rồi. Rồi. Giờ ta đây. Andrea, what the hell is going on with you? This is all so surreal. Bây giờ bà đang làm gì đó rồi, kệ bà đi. Chúng ta mau chóng trốn. Ta đi qua được rồi. Và có gì đây? Không gọi ra ngoài được. It's supposed to be a hotel. It feels more like an orphanage. Và cái này sao? Ôi, bị khóa nữa hả? Where could the key be? Giờ bị khóa nữa. Giờ có con búp bê kết hợp chế tạo Talking Doll.
Ok. Girls. Filthy girls. Bà điên lên rồi. Bây giờ cần phải đi ra khỏi đây và có gì nè? Có con dao, có thêm một cái bình. Và đây là đâu? Rồi, có vẻ như yên ổn rồi đó. Hồi nãy bị phát hiện sớm quá. Rồi đây là một con quỷ hả các bạn? Rồi để ta coi thử trong này có gì không nào. Có con dao nữa kìa. Hay quá. Rồi cất cái này vô đi. Đẩy vô. Và mở cái chỗ này ra coi. Có chai rượu hay có gì kìa. Ấy. Mở ra. Rồi phải nhìn xuống dưới thì mới được cái bình. Mở chỗ này ra luôn. Hình như có con dao tiếp kìa. Có con dao đó. Và sao nãy như bỏ con dao ra rồi nè. Có cái chai này kết hợp. Item. Defendable. Có con dao. E là bỏ xuống. Là dục bỏ. Giờ để lấy con dao. Trên đó đóng cửa lại. Rồi có con dao. À cái này chúng ta có thể gài bẫy được. Và ta đi vòng vòng xung quanh đây coi. À có gì nữa nè. Đây là cái gì? Lại là một con dao nữa. Khoan, vậy có cái gì đó hồi máu cho mình không? Chúng ta có thể xài cái này được không? Rồi coi thử. À cái này có thể chọi được ha. Nhưng mà không cần chọi. This must be the hotel's older wing. The one which was engulfed and destroyed by the fire. Đây là cái cửa khác. Đây là ở một cái cánh khác nè. Rồi mở cửa ra. Wow. Chúng ta vô trong đây là phòng giặt ủi. Ghê rồi nha. Có gì trong này? Mà ai? Ai dám đầu độc cái bà đó? Ôi chết rồi. Oh dear, what happened? Uh-oh. It's Andrea. Fuck. What the hell is going on with you, Andrea? Thiệt tình. I must warn the others. Sao cái bà này bà cứ tới hoài vậy ta? Bà điên lên hay sao rồi đó? Mà bà này ở dơ quá, bị ruồi bay vô mặt luôn rồi thấy không? Vậy là bà đang bỏ đồ vô giặt thôi. Đó, đi rồi đó. Phù, bà đi rồi, bà đi rồi. Giờ trong này có đồ nữa nè. Chúng ta có thể chui qua đây. Không biết là bà đi ra chưa nữa. Sao thấy nguy hiểm quá vậy? While they're wandering around the house, I... I'm here, working my ass off. Nghe tiếng bà đó. Hình như là chưa đi khỏi đâu đó. Tại lại gần cái cửa là nghe tiếng à. Mũ đó ghê quá. Mũ đó có mở cửa không vậy? Giờ đi ra chắc là bị rượt đó. Mình nghi lắm. Người ta lại gần cái cửa coi. Hi, ghê quá. I told Ashman that we didn't need desperate children. Đó thấy không? Locked. Khóa cửa mất tiêu rồi. Vậy là phải tìm đường khác nha. Tìm đường khác. Nhìn xung quanh. Có thể sẽ có một con đường nào đó ở xung quanh đây. Và có cái gì bên kia kìa. Ta có thể lấy để chế tạo á. Lấy. Đó là một cái bình. Và bà chặn đường rồi sao đi. Ở đây là chỗ núp thôi. Giờ phải chờ cái máy giặt giặt xong nữa hả?
Chắc phải lại chỉnh cái máy giặt. Rồi, chỉnh máy giặt con. Lấy đồ. It's the key for the padlock. Hay quá. Và có gì bên dưới đó nữa? Có chuyện gì bên dưới đó? Rồi, xong. No, no, fuck. Rồi, bây giờ bả vô rồi kìa. Nguy hiểm quá. She locked the door. I'm trapped. Bây giờ bả vô trong đây. Bây giờ bả đi đâu rồi? Girls. Filthy girls. Không thấy. Ủa bả đâu? Đâu 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 đâu. Bây giờ ta phải trốn. Trốn qua đây, nhanh lên. I have a migraine. And it's all their fault. Bà đâu rồi? Người ta đang trốn bà đó. Nhanh nhanh nha. Không thấy bà. Ủa bà đi tìm gì? Không biết bà đi tìm gì nữa. Nhưng mà để mình đánh lạc hướng. Đâu rồi? Chắc chui vô đây đứng quá. Chui vô đây. Ủa? Đâu? Ủa? Là sao? Cửa mở rồi nè. Ồ, cửa mở rồi. À, vậy là sao? Vậy là bà đó đâu? Hết biết luôn. Và chỗ bên đây có gì không? Chúng ta sẵn đây ta đi coi thử. Đây có cái ly. Rồi, có con dĩ đẳng kìa. Con búp bê. Và cái tủ có con dao. Wow. Giờ cửa này bị khóa. Làm tôi nhảy xuống tôi trốn. Thế là bắt đầu có chạy vô đâu. Và có cái chai nữa. Ammonia. Và bên này có gì nè. Missing. Lại một người nữa đã bị mất tích. Rồi. Collectible. Chúng ta đi một vòng coi. Xung quanh đây còn gì nữa. Có chỗ trốn. Rồi hồi nãy tự dưng thấy bà chạy vô mà không biết lý do vì sao bà biến mất. Thôi bà biến mất cũng mừng đi. Mất công nữa chứ làm gì. Ta coi trong này chưa. Có cọng dây kìa. Hay quá. Cọng dây chưa biết làm gì nhưng mà thấy vậy là hay rồi đó. Rồi, để lấy bên dưới đó có mấy cái chai. Đóng cái cửa tủ lại. Có rất nhiều chai luôn. Và ta đi tiếp đi. Ta chạy ngược về coi. Và đây là phòng của ai đây? Cinema room hả? Cửa này cũng khóa luôn rồi. Trong này có gì vậy? À, trong này có đồ có thể chế tạo được không? Được nè. Chế tạo. Và đây là có mấy món rồi đó. Đó, nghe tiếng bả rồi kìa. Giờ để coi. Bây giờ đứng dậy đàng hoàng. It works. Bây giờ nó hoạt động rồi kìa. Bây giờ tới phòng 213. Giờ ta sẽ cần phải thực hiện cuộc gọi qua phòng 213. Và 213 đó. 213. Rồi thăng một cái. Ok, gọi được rồi. Rồi và đứng đây được không vậy? Ghê chưa?
Rồi, bà đi rồi, bà đi rồi. Giọt, 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 giọt. Giọt. Please, I beg you. Qua chưa, qua chưa? Được chưa vậy, bà quay lại chưa? Có không? Ủa? À, bà quay lại rồi kìa. Bà đi kiểm tra xong, bà quay lại rồi đó. À ha. We own you. Chúng ta nên đi thật nhanh để mình vô chỗ mình trốn. Trốn, 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 trốn. Bà có thấy không vậy? Uh-oh, thấy nữa. Ai, chắc do hồi nãy chạy á cho nên bà mới thấy. Chứ còn không mà đâu có thấy được đâu. Sao mà bà thấy được? Rồi, chỉ còn có cái tủ này là an toàn thôi, ta chui vô. Rồi, chắc là an toàn rồi đó. Đáng lẽ hồi nãy đừng nên chạy. Bởi vậy chơi cái này căng thẳng quá toàn bị ruột không à. Giờ là phải yên tĩnh. Mọi người phải giữ yên tĩnh mới không là bị rượt đó. Bà có tìm nữa không? I thought I made myself clear. Chắc là không tìm nữa rồi đó. Quay lại làm việc đi bà ơi. Được rồi, quay lại làm việc đi. Ngồi mai tiếp đi. Đúng rồi. Chắc là ổn. Wake up, Jen. It's only a bad dream. Vẫn chưa có gì hết á. Ôm mà không, không thấy gì hết trơn hết á. Ồ, không nghe tiếng gì luôn ta. Không nghe tiếng bả làm gì luôn á. While they're wandering around the house, I am here working my ass off. Ồ, hay quá. Giờ tôi đi qua nhẹ nhàng, ha 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 ha. Rồi, nhẹ nhàng thôi, không có gì gấp gáp ở đây hết. Không được chạy nha các bạn. Chạy là hả, bà bỏ công việc đang làm ở đó, bà chạy cái ào ở đây liền á. Tai thính lắm. Đó, còn đang may kìa thấy không. Giờ kiếm cái phòng 23 coi. Như cái cửa này nãy bà mở nè. Ghê thiệt. Phòng 213 là phòng nào? Phòng này á hả? À. Vô đóng cái cửa lại, đóng cái cửa lại. Phòng này là cái phòng hồi nãy vô dọn dẹp nè. Mà cũng hết nghe tiếng bà kia luôn rồi. Phòng này không phải rồi. Lộn phòng rồi. Chúng ta đi ra. Bây giờ ta phải im lặng. Cẩn thận nha. Biết có vừa đi ra cái gặp bà nữa không có vui lắm á. Bây giờ đi coi cái phòng mà của Eliza thử coi. Cái phòng này có được mở cửa chưa? Ồ, phòng này mở Eliza. Cửa nè. Eliza. Đây là phòng 213 của Eliza nè. Ờ, mọi người đi đâu mất tiêu rồi. Đây là gì nữa? It won't work. À, bây giờ nó không chạy. 176. Giờ cần phải gọi số 62131 hả? Giờ ta coi instruction. À, cái đó cũng không liên quan gì. Bây giờ trên đầu này có gì kìa? Có gì đây? Một key một cái nữa. Và có cái thùng để trốn. Cũng tốt. Và trong tủ có đồ. Cửa này bị khóa. Giờ phải làm sao thoát khỏi đây thôi. Chúng ta qua đây đi. Ta qua cái cửa này coi, chắc vô nhà tắm. À, nhà tắm có cái gì bên đó? Dây điện hả? Ồ, dây điện kìa. Qua lấy dây điện cái. Lấy. Và có gì chế tạo không? Không có. Chúng ta đang có mấy món đồ nè. Và có con dao hay có cái gì nè. Rồi mở cửa.
Bây giờ xong rồi, giờ quay lại, giờ cần phải ra cầu, ra ngoài ban công, bật điện ngược trở lại và sửa điện. Nghe tiếng biết phải bà kia không nữa. Hên quá không phải bà. Để lại đẳng coi. Không biết bà có đi tuần tra không nữa. Chúng ta vẫn còn nghe tiếng. This is supposed to be a hotel. But it feels more like an orphanage. Sao bà đứng dậy? Không biết sao bà đứng dậy nữa. Nhưng mà mình tỉnh bơ à. Mình rất là tỉnh. Em rất tỉnh và đẹp gái. Em đi ngang qua luôn. Không coi bả ra gì hết trơn hết á. Rồi, giờ có thể vô đây sửa điện được rồi đó. Giờ vô sửa điện. Rồi, sửa. Đúng rồi. Điện đã quay trở lại. Rồi, giờ cần phải coi. À, bây giờ phải đi ra ngoài ban công. Phải mở được cái ổ này. Mở được cái sắt. Hình như là hồi nãy bà đứng dậy. Bây giờ có điện rồi nha, nguy hiểm lắm nha. Có điện là sáng hơn hồi nãy nữa đó. Nhiều khi bà thấy á, thấy bà làm cái ào nữa đó. Đâu, để vô. Rồi, ok. Có đường này đi sướng hơn nè. Tội gì nãy phải gọi điện thoại. Rồi, ta đi qua cái phòng hồi nãy của Eliza. Ghê, ghê quá, tôi đi qua đây. Ha ha ha. Rồi, ta vô đây. Mở cửa, mở cửa. Rồi, cái này. Giờ cái này mở làm sao đây? Giờ cái mã là mã gì đây? À, bây giờ muốn biết cái mã hả? Rồi, hiểu rồi đó. Hiểu, phải làm gì rồi đó. Các bạn biết phải làm gì chưa? Là ta phải cần phải quay ngược lại hỏi số 62131 để coi thử coi cái mã của cái két sắt đó là cái gì. Chơi ác thiệt. Làm sao dụ bả đi ta? Dụ bả đi khó khăn lắm à. Không biết có được hay không. Giờ ta sẽ thử gọi coi. Một cái 62 1 3 và 1. In order to factory reset your safe, insert the following code. Nghe. 3 2 1 4. Ok. 3 2 1 4. Và cần phải nhẹ nhàng thôi nha. Rồi đi ra rồi. Đừng có làm đổ đồ gì hết đó. Đụng bể rớt ngã gì đó là không được làm đâu. Rồi cũng không được đi nhanh nữa. Đi mạnh bà nghe tiếng bước chân. Nãy chả ào ào bị rượt mấy lần rồi. Giờ 3 2 1 4. Mở cửa ra. Anh ta mở cái két sắt ra coi. Vô đây. 3 2 1 4. Ok, chùm chìa khóa đây rồi. Chùm chìa khóa để đi ra ngoài. Tự do đã trở lại. Tự do đây rồi. Rồi. Và chúng ta đã thoát ra ngoài rồi. Và ngoài đây lạnh quá. Ê khoan, nhớ đi cho cẩn thận. Đi đây là ở hướng nào đây? Và đi bên này. Ôi, ở ngoài đây lạnh quá. Băng tuyết không à. Ôi, ui, ui. Ghê chưa. Hên đó nha. Bà thấy chưa? Có thật sự là bà thấy không? Bà thấy là tôi chạy á. Bà thấy là mình chạy liền chứ mình đâu có lại làm gì đâu. Rồi để mình đẩy cái này ra.
chúng ta mau chạy đi chứ, để cho bà thấy làm gì nãy mình đi mình cố gắng lắm rồi đó. Rồi, rồi được rồi đó. Tới kìa, chạy. Mary bà ơi. Ôi sao bà ra đây bà đi nhanh quá vậy. Chúng ta có thể nhảy xuống luôn kìa. Làm liều hả? Thôi đừng làm liều. Chỉ có mỗi cái cửa này là mở thôi. Rồi trốn vô. Hy vọng là bà không có phát hiện mình trốn vô đây. Hồi nãy đi nhẹ nhàng lắm rồi đó. I thought I made myself clear. Rồi cút đi, cút xéo. Cút xéo đi. Rồi. Chúng ta đi ra một cách nhẹ nhàng thôi. Và mở cửa đây. Rồi đi ở đây. Và hơn là bà không có ở đây để bà nhìn á. Thấy nữa lại tìm nữa. Phiền lắm. Giờ có đây không? Không biết nữa. Hy vọng là đi ở đây sẽ không bị phát hiện nữa. Cái đoạn này dễ bị phát hiện nhất nè. Rồi ngay tại đây. Nhìn ở phía sau nữa. Rồi để đi qua. Chắc bả quay ngược lại công việc của bả rồi. Hình như là vậy. Không có sau lưng luôn. Đỡ quá. Rồi. Bây giờ ta có thể leo lên được rồi đó. Giờ cần phải đẩy qua thêm miếng nữa. Bây giờ leo lên. Oh yeah. I can do it. Có thể làm được mà, có thể làm được. Rồi hay quá. Vượt qua rồi. Đây là đâu? Đây là phòng nuôi chim. Tại có rất nhiều chim. Con này nhìn giống con quạ hơn con chim. Rồi giờ ta đi tìm. Giờ mấy cái này là sao? Không thể nào hiểu nổi luôn á. Và có cái kiến ở đây nữa. Và em gái của Ashman hả? Tại sao lại có cái đó nữa? Chúng ta coi trong cái tủ kệ có gì không? Đó là cái gì? Một khi. Oh yeah, một khi đã làm gì? Mở cái kệ này ra coi. Mở kệ này ra thì có mấy cái chai quá chừng luôn. Đóng lại. Và phòng này có gì dưới đất nữa kìa. Có sợi dây. Phòng này không có đường ra. Có chỗ trốn. Ít nhất cũng có chỗ trốn trong cái phòng này. Lỡ như có chuyện gì thì ta có thể trốn ngay và luôn. Bây giờ chắc là ở đây sẽ có cái gì đó để ta có thể làm được. Và mình nghĩ là ở đâu đó quanh đây thôi. Felton? Gì đây? Felton? Bây giờ cái lý do vì sao mà lại đóng hết cửa. Không phải đóng hết cửa. Lý do sao nó lại kết thúc như vậy. Ôi. Cái gì vậy? The mirror. It couldn't have shattered by itself. I saw it. What's going on, kids? Mommy is coming. Andrea, I have to hide. Lại bà đó nữa. Chui vô. Ôi bả nữa kìa. Khổ cực chúng ta đi. Mà rốt cuộc á hả? Bả vô đây một cách dễ dàng luôn. Chắc bả có chìa khóa á. Cho nên bả mới vô dễ dàng như được. Chúng ta phải đi vòng ra lạnh lẽo này nọ. Đó, chùm chìa khóa tổng kìa.
Bỏ chùm chìa khóa tổng lại rồi. Mommy is exhausted. One of these days you're all going to make me crazy. Bây giờ bà ngủ ở đây luôn rồi. Giỡn à? Bây giờ cần phải nhẹ nhàng đi ra. Em biết rồi chị. Giờ cần phải nhẹ nhàng đi ra lấy chùm chìa khóa. Và giờ lấy chùm chìa khóa mới nguy hiểm nè. Chùm chìa khóa có thể phát ra tiếng động. Lấy xuống. Rồi ta cần phải đi ra khỏi đây. Bà biết rồi kìa. Đi ra, đi ra, bỏ tôi ra bà ơi. Ê, ai da. Rồi rồi, chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Rồi bà. Ôi cái chai trời xa quá. Đi ra khỏi đây, đi ra khỏi đây. Đây là đâu vậy? Rồi để mình chui ra đây. Chui ra. Và chui ngược lại. Ê ê, không được, không được. Ow. Không được, không được, không được. Pha đó ẩu quá. Pha đó không được. Chui ngược lại, có khi nào nó đập vô mặt mình không? Ê, sao còn giới thiệu gì nữa vậy? Giới thiệu cái đó ẩu quá rồi. Rồi, vô đây bà ơi, vô đây. Rồi, chui qua, chui qua, chui qua. Ai, ai da. Tính chui qua, chui lại, nhưng mà chui không kịp. Chui không kịp. Rồi. Ai. Ai, ai da. Ai da. Ôi da. Thiệt tình. Rồi, mau chóng chạy ra khỏi chỗ này. Tại vì hồi nãy bà quay lưng, mình quay lưng lại với cái bà đó. Và thôi ta chạy, ta lại chui nữa. Lại không chui được nữa rồi. I will make you regret ever being born. Thiệt là khó chịu quá. Bây giờ chắc là phải đi lượm đồ chế tạo này nọ. Ôi. Mình tính đi vòng sau lưng á chứ, nhưng mà đi vòng sau lưng không có được. Đó đó đó. Bà đang không biết bà đi đâu á. Chúng ta phải tìm cách để vòng ra sau lưng. Đó. Ngồi xuống. Chạy ra chỗ bà luôn mới ghê. Ôi. Thiệt tình. Để mình chạy một vòng. Mình sẽ đi vòng ra sau lưng. We own you. Đây nữa hả? Sao mình mệt với bà này rồi đó nha. Có cách nào để chúng ta nhào vô chơi bả luôn không? Có đoạn tấn công nè, vô chơi bả luôn chứ. Đâu? Né. Rồi, né đoạn đầu tiên. Né đoạn thứ hai luôn. Rồi. Làm gì nữa? Tán. Đâm. Ây da, đâm trúng rồi kìa. Đó. À, có chiêu này thôi hả? À, chiêu này hả? Cho một dao nè. Rồi, cút ra. Tán nữa kìa. Vô chạy vô tán. Giờ vô đây có gì nè. Chạy thôi. Chạy một vòng. Hello, hello. Không biết là bà có biết mình đi đường vòng không thôi. Mình sẽ đi đường vòng. Sao hay vậy?
Nãy giờ chúng ta đi dừng vòng nãy giờ luôn á. Và nãy giờ cũng chỉ tìm cách để có thể lụi bả từ phía sau. Nhưng mà có bộ là bả thông minh quá, bả cũng chơi trốn tìm với mình luôn. Rồi ta chơi trò chơi trốn tìm, coi ai đi nhanh hơn. Rồi à, cứ phát hiện hoài là sao ta. Thôi để cho bà lại bà quánh mấy cái nữa đi, rồi ta vô ta đâm mấy nhát. Đó một cái, đó đâm và nắm. Đúng rồi, nắm lấy. Rồi nắm lấy và cho một nhát nè. Đi ra cho ta. Hi, chạy thôi. Chạy 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 chạy. Rồi chạy qua đây luôn. Chạy đi, chạy đi kiếm đồ nghề để kiếm thêm con dao khác. Chứ chỗ này hết dao rồi, hết chơi được rồi. Ta có con dao nào trong đây không? Vô đây là khó thoát lắm á nha. Rồi ta kiếm con dao hay kiếm cái gì đó thôi. À, có con búp bê kìa. Mở cái kệ ra cái tủ nè. Tủ có con dao kìa. Rồi để coi có thể chế tạo được gì không. Không có. Giờ nghe tiếng bả hồi nãy ở đâu đó. Oh yeah, đây rồi. Tôi chạy đây, bà đừng có mơ tìm được tôi. Bà đâu rồi? Hay quay lại chơi luôn đi, chạy hoài biết tới chừng nào mới xong luôn á. Nè vô, vô, một chiêu. Hai chiêu, tán tầm bậy tầm bạ không à. Ow, bị đâm rồi. Và giật tay hả? Giật tay nè, cho dao nè. Đúng rồi. Rồi gục chưa? Vẫn chưa gục nữa. Rồi mở cửa chạy tiếp. Chứ biết sao giờ. Rồi kêu bả ra đây để mình đi đường cho chổng. Ta sẽ cần phải quay ngược lại mấy cái khu ở bên kia thì mới có nhiều vũ khí hơn. Giờ phải có cách gì đó để có thể hạ gục được bả mới được. Chứ cách này không, cứ để bả túm lại rồi bả làm này kia thì không được. Ở trong đây ta có gì nè. Rồi mở cửa, mở cửa. Mở cửa ra coi mở. Rồi ra được sợi dây nữa mới ghê. Sợi dây thì làm gì được đâu. Sợi dây và mấy cái thùng. Hay quá, có con búp bê. Con búp bê, ta có thể gài con búp bê xuống. Và để mở cửa coi. Không biết bả đâu luôn rồi. Chắc phải quay lại đây để biết bả ở đâu. Mình đang lắng nghe tiếng thì mình nghĩ là đang ở ngoài đây thôi. Đó, chính xác. Chính xác, chính xác. Để mình cài con búp bê xuống. Đó. Có con búp bê nè, khóc nè, khóc nè, khóc. Ui da. Tức thiệt. Vậy mà không được. Jennifer. À, thôi bà muốn làm gì bà làm đi. Tôi bực mình rồi đó. Where were you?
Rồi đúng rồi đúng rồi. Chiêu nè chiêu nè. Vô 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 vô. Đâm 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 đâm. Xỉu xỉu. Vẫn chưa xi nhê nữa. Thiệt. Ờ ồ khoan 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 khoan. Để gài hàng cái. Nằm xuống rồi kìa. Nhưng mà chưa biết được là có chắc cú hay không. Rồi, gai hàng. Và có cái hộp nhạc. Bây giờ lấy chìa khóa. Oh, vẫn chưa xỉu nữa. Rồi, chị Đại vẫn chưa xỉu nha các bạn. Chị Đại vẫn còn tỉnh lắm. Chúng ta sẽ cần phải đi kiếm đồ chơi khác. Phải kiếm mấy cái hộp hay cái gì đó. Vậy là phải đi vòng vô trong này nữa rồi. Chúng ta vô đây kiếm mấy cái hộp coi. À, nãy có con búp bê ngon quá chừng. Vô lục mấy cái kệ, mấy cái tủ này nọ. Có con dao ngay đây thôi. Đây có gì lục không? Đây có con dao thôi. Ở bên đây không có nhiều đồ. Có gì ở đây? Barrier 40. Level 1 nâng cấp. À, cái này nâng cấp. Level up, làm gì đây? Tăng khả năng. Đóng cửa. Tăng thời gian chạy. Giảm cái lượng đó đi. Level up. À, một lần tốn 5 nè. Chúng ta sẽ nhẹ tay hơn. Gây sát thương. Dễ hơn chút, máu nhiều hơn. Và có được thời gian... đây là Lock Special Ability. May mắn. May mắn. Và có thêm gì đây? Một ai. Cái này Escape Shadow. Cái này mới nâng lên 1 thôi à. Nâng lên 2 cũng được nữa nè. Wow, nâng lên 2 tốn 10. Giờ ta sẽ giảm bớt khi mà đang trốn. Rồi tăng cái sát thương luôn đi. Rồi có chỗ để nâng cấp này nọ cũng vui. Wow. Thay đổi. Rồi có thêm mọt kỳ. Nãy giờ đi vòng vòng tìm á. Đó. Chị Đại tới rồi kìa. Thôi tới rồi thì thôi đi ngang qua một cái thôi chứ làm gì. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi kiếm đồ chơi chơi bả gài hàng bả này nọ. Giờ kiếm đồ gài hàng chắc phải chạy vô mấy khu này quá. Giờ trong này mấy khu này chưa đi nhiều nè. Trong cái kệ hay cái tủ này có cái gì không? Có cái gì đặc biệt hết trơn vậy? À, có con dao, mấy cái đồ nhọn thôi. Nói chung là cũng không có cái đồ gì đặc biệt. Chui vô núp. Thế nào bà cũng chạy tới à? Rồi xong chưa? Bà không vô tôi ra chứ. Giờ làm cho nhau trốn này làm gì? Bà không vô mình đi ra. Rồi để mình kiếm đồ. Và có thêm một con dao nữa. Chúng ta vô đây kiếm thử coi có cái gì sót lại không? Có đồ chơi nữa nè, thấy không? Phòng này cũng nhiều đồ chơi á. Khoan khoan khoan. Có gì ở đây? Có gì trên đây? Có sợi dây. Và có gì bên này nữa? Mở cửa ra. Đó là chỗ trốn thôi. Tạm thời thì chưa kiếm được món gì đặc biệt. Đó, mình đang trốn ở ngay đây nè. Bà chưa có thấy. Thấy rồi đó. Mới nói bà chưa có thấy. Và bà đã thấy rồi đó. Rồi để ta lục mấy cái tủ cái coi. Có cái hộp nè. Ờ,
Rồi, ta di chuyển im lặng hơn rồi. Đâu, 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 đâu. Ui, chạy ra rồi kìa. Chạy ra rồi kìa. Rồi. Để mở cửa chui vô. Bà thấy ghê vậy? Rượt dữ vậy? Để mở cửa coi thử coi bà có vô cái đó chưa. Rồi phí rồi. Phí hoài tâm sức. Hơi mệt quá. Vô đây. Hãy chiến đấu luôn đi. Vô, bà muốn lao vô bà lao vô. Đánh hụt. Đánh vậy cũng hụt nữa. Xỉn hả? Rồi bắt chính nè, bắt chính nè, bắt chính nè. Đó 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 đó. Chơi 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 chơi. Vậy cho nó đơn giản. Thấy không? Vậy cho nó đơn giản. Rồi chạy tiếp luôn chị ơi. Còn hai món đồ chơi trong phòng kia nữa. Ra lấy cho bắt luôn đi. Chúng ta ra ta đâm bả mấy cái. Chơi mà chơi hả? Câu giờ lâu quá. Đâu? Con dao trên sàn. Rồi vô đây. Vô chơi tiếp. Đây nè, đây nè, đây nè. Vô chơi. Nè, vô. Ui. Đánh như người xỉn vậy đó. Rồi, được chưa? Sao bà đánh không có trúng gì chứ nghe? Chắc phải để cho bà đánh trúng. Au. Đau quá, đau quá bà ơi. Rồi, chạy đâu nè? Tất nhiên là chạy cho bà một dao rồi chứ đi đâu nữa mà còn hỏi. Rồi giờ ta đi kiếm thêm vũ khí. Ở trong này có vũ khí gì không? Giờ còn một cây xẻng. Xẻng trồng cây. Lấy thêm ra chơi tiếp. Đây. Rồi để coi thử coi. Hey. Hey you, I'm here. Hey you. Throw it in the freezer. Ta đây nè. Ngon là đây. Ngon là đây. Ow. Rồi. Bắt hả? Bắt hả? Không có đâu. Nè, thêm một dao nữa nè. Jennifer. Và xỉu chưa? Vẫn chưa đủ sức nữa. Đoạn đó mình thấy là vẫn có sức. Nhưng mà không đủ để có thể hạ gục bà. Bà dai quá. Nó mới phát điên lên vì bà rồi đó nha. Chúng ta đi kiếm thêm mấy cái đồ nhọn nhọn coi. Chắc bà không có qua đây đâu. Có cái gì nhọn nhọn bên đây còn sót lại không vậy? Ta đi coi thử coi. À còn con dao ở trong kia. Rồi cái bình đó lấy luôn. Còn một con dao. Đó. Thêm con dao nữa. Không chơi được nữa là thôi luôn á. Và còn một con bên đây nữa nè. Cho bả mấy dao. Á ào. Vô đây chơi luôn. Vô đây chơi luôn. Ê, ây da. Rồi vô đây. Đi đâu hả? Giờ muốn biết đi đâu hả? À xỉu rồi kìa. Thấy chưa? Mạnh thì mạnh, tới lúc nào đó cũng phải xỉu thôi. Chúng ta đã có thể rời khỏi đây được rồi đó. Mừng ghê chưa? Và đây là một trận chiến vô cùng là dài dòng. Bởi vì bà đó, bà giống như là bà có con mắt thứ ba ở sau lưng vậy đó. Mình vừa trốn, mình định dòng ra đằng sau, cái ngay lập tức bà quay lại tán cho một cái. Cho nên chúng ta mới phải vòng như vậy với bà, chơi trốn tìm. Nhưng mà cuối cùng cũng đã hạ gục được rồi đó. Nói tóm lại trong ngày hôm nay thì chúng ta phát hiện là trong cái khách sạn này nó có quá nhiều điều khủng khiếp. Cho nên ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.